Thông tin đáng chú ý có trong bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay. Lão nông dùng khóm nước tiếng mạnh dạn chuyển đổi canh tác hữu cơ, giúp cải tạo đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Quy trình chăn nuôi và sản xuất trứng cút ăn liền theo công nghệ tiên tiến hướng đến xuất khẩu sang thị trường cao cấp. Phát triển bền vững loại củ đắt như vàng, giữ tán rừng con tôm mùa hạn bằng bí quyết mềm dẻo. Ra Tết không bao lâu, có dịp về xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang những ngày cuối tháng 2 đến khoảng tháng 4 âm lịch hàng năm. Đâu đâu cũng toàn là màu xanh mướt mắt của khóm. Khóm cầu đúc có mặt tại Quả Tiến từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Ban đầu thì chỉ có một vài hộ canh tác, nhưng sau đó thấy khóm ngon, dễ trồng, nên người dân nhân giống trồng dọc theo bờ sông Cái Lớn. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 3.000 hecta chuyên canh khóm, trong đó xã Quả Tiến chiếm gần một nửa diện tích. Song phần nhiều được bà con sản xuất theo cách thức truyền thống. Để hướng tới một nền nông nghiệp xanh phát triển bền vững, thời gian qua, nhiều nông hộ nơi đây mạnh dạn chuyển đổi từ bón phân vô cơ sang hữu cơ, giúp cải tạo đất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tận dụng nguồn phế phụ phẩm sẵn có tại địa phương là đầu khóm, lục bình và phân chuồng, bà con ủ khoai với tỷ lệ là 1:2:1. Sản phẩm vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa giúp cho đất được phục hồi sau gần ấy năm bà con quen với lối canh tác cũ, dùng nhiều phân hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Và rồi sự mạnh dạn này nào ngờ có thể thắp lên những đốm lửa của hy vọng bởi cây khỏe kết trái ngọt. Một trong những nông dân mạnh dạn trẻ lối là ông Phạm Văn Diện ở ấp Thành Xuân, xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh. Bước đầu mô hình mang lại những hiệu quả phấn khởi. 12 công khóm hữu cơ 5 tháng tuổi của gia đình ông phát triển tốt. Ông chia sẻ, gần 50 năm trồng khóm cũng là cần ấy thời gian gia đình song hành lối canh tác cũ, làm cho đất mất đi dưỡng chất. Nhiều năm trở lại đây, khóm bắt đầu xuất hiện bệnh khô đầu lá, thối rễ, không hút được chất dinh dưỡng, năng suất chất lượng giảm. Đầu năm 2023, ông Diện tham gia lớp tập huấn canh tác khóm hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu do Tổ chức Liên minh Na Uy phối hợp Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh tổ chức. Ông mạnh dạn chuyển đổi tất cả diện tích trồng khóm của gia đình theo hướng hữu cơ. Lúc đầu thì cây khóm nó còn cái chất đất để cho nó đủ cái dinh dưỡng cho cây khóm nó tốt. 40 mấy năm rồi. Do vậy mà cây khóm của mình là cái chất đất của để mà mình cho cây khóm nó ăn hình như là không còn nữa. Do vậy mà tôi bây giờ chuyển đổi từ cái phân vô cơ qua hữu cơ, để nhằm cái tạo điều kiện cho cây khóm nó đất mình nó tốt, thì cây khóm mình nó sống lại, thì cái tương lai sau này thì cây khóm mình sẽ bền vững. Đây là phân bón được ông Diện ủ cách đây 2 tháng. Tận dụng nguyên liệu tại địa phương là đầu khóm, lục bình và phân chuồng, ủ với tỷ lệ 1:2:1. Mình muốn chuyển đổi, trong thời gian chuyển đổi thì phải trải qua 36 tháng. Có nghĩa là 36 tháng đó mình không phun thuốc trừ sâu nè, rồi mình không bón phân hóa học nè, thì đất mình từ từ nó sạch lại. Vậy rồi bắt đầu mình xài hữu cơ thì từ từ đất mình nó có những cái vi sinh vật mà có lợi cho đất, chẳng hạn như con trùng đất chẳng hạn. Như vậy thì nó làm cho đất mình tơi xốp, rồi nó cây khóm mình sẽ tốt bền vững. Nhờ bón phân hữu cơ, những sinh vật vi sinh vật có lợi trong đất như dung đất bắt đầu xuất hiện. Để khóm đạt hiệu quả, nông dân cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Cách 3 tháng bón phân một lần. Phân có hai loại, dạng bột và dạng chiên. Dạng bột cần ngâm ra rồi tưới cho cây. Sự mạnh dạn chuyển đổi này là minh chứng cho việc tri thức hóa nông dân. Nền nông nghiệp chuyên nghiệp cần lắm tư duy đổi mới của người nông dân chuyên nghiệp. Câu chuyện chống hạn cho loại củ đắt như vàng dưới tán rừng con tôm cũng vậy. Và nội dung này được đề cập ở phần sau chương trình. Cùng với hữu cơ thì sản xuất đạt chuẩn cũng là kim chỉ nam trong canh tác của nhiều nông dân hiện nay. Ông Huỳnh Văn Mười ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là gương sáng trong việc tích cực lao động sản xuất đổi mới. Dịp Tết Nguyên đán này, ông ước tính xuất bán hơn 10 tấn lương thương phẩm, tổng thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.
Ông chia sẻ gia đình bắt đầu thử nghiệm nuôi lươn không bùn trong bể xi măng vào đầu năm 2022. Ông đầu tư xây bể xi măng, lắp đặt hệ thống nước và mua 100.000 con lươn giống để nuôi. Hiện ông có 17 hồ xi măng, 10 mét vuông trên một hồ. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi, nhiều mô hình thành công trước đó được nhiều người tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi lươn không bùn trong bể xi măng. Đợt thu hoạch đầu tiên vào đầu năm 2023, ông thu hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện nay, mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng của ông được chứng nhận Việt Gáp và được công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa ở thành phố Cần Thơ bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Ông còn thành công với mô hình nuôi ếch thương phẩm trong chèo cũng được chứng nhận Việt Gáp. Hiện ông có tổng cộng 15 chèo nuôi ếch, mỗi chèo 15 mét vuông. Hàng năm xuất bán 2 đợt với sản lượng trên 6 tấn một đợt, thu lợi nhuận gần 250 triệu đồng. Ông Mười còn trồng sầu riêng tri sáu. Ông kể trước đây gia đình có 1,5 hectare đất trồng lúa không hiệu quả nên quyết định chuyển sang trồng sầu riêng. Trong năm 2023, ông bán được hơn 15 tấn, giá bán cho thương chân là 65.000 đồng một ký, bán lẻ 70-85.000 đồng một ký. Gần 30 năm gắn bó với nghề nuôi chim cút, trải qua không ít khó khăn, thử thách, nay anh Phạm Văn Thịnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Gia Hưng Thịnh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thành công với mô hình nuôi chim cút lấy trứng khép kín. Hiện sản phẩm trứng chim cút của trang trại anh vừa phân phối ra thị trường trong nước, vừa xuất khẩu vào thị trường cao cấp đòi hỏi khắt khe như Nhật Bản. Quy trình chăn nuôi và sản xuất trứng cút ăn liền để xuất sang đất nước mặt trời mọc đều theo công nghệ Nhật Bản, được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy lột trứng cút hoàn toàn tự động, một giờ thì có thể lột được khoảng 400 càng quả trứng, tương đương với 20 người làm gia công. Mỗi ngày, công ty anh Thịnh thu được hơn 1 triệu trứng cút tươi từ trang trại và hơn 30 cơ sở nuôi gia công trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm chính của công ty là trứng cút tươi và trứng cút ăn liền. Những trứng cút tươi như thế này trải qua quá trình sản xuất hoàn toàn khép kín, cho ra những thành phẩm là trứng cút chín và được bóc vỏ bằng máy. Với sản phẩm trứng cút ăn liền, hiện nay cùng với cung cấp cho các siêu thị trong nước, trung bình mỗi tháng còn xuất sang Nhật Bản khoảng 20 tấn. Trứng đạt chuẩn sau khi chín lòng đỏ phải vào tâm, giữa lòng trắng và lòng đỏ không được có chất thâm đen. Hai sản phẩm trứng cút của công ty anh Thịnh cũng đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Trước đây cũng ít người biết đến, sau này mình tham gia OCOP rồi thì nhiều người biết đến hơn, thì cái đấy là cái thuận lợi cho mình. Về chính quyền địa phương thì nói chung khi mà được trong huyện mình, trong xã mình mà có một sản phẩm mà trứng cút mà được xuất đi Nhật thì xã cũng tạo đủ mọi điều kiện để cho mình có cơ hội. Trang trại anh Thịnh có diện tích 3,5 hectare, hiện anh nuôi 450.000 con chim cút. Chim được nuôi trong môi trường khép kín, nhiệt độ luôn ở mức 29-30 độ. Mô hình được thực hiện từ năm 2003, sau khi anh gặp thất bại vì nuôi môi trường hở và bị dịch cúm gia cầm. Sau khi gây dựng lại sự nghiệp bằng mô hình trang trại nuôi khép kín, thì chim cút phát triển tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao, được thị trường trong và ngoài nước đón nhận. Thực hiện mô hình này cùng với hai sản phẩm chính là trứng cút tươi và trứng cút ăn liền, anh Thịnh còn có thêm thu nhập từ việc bán phân cút và chim cút thải. Thưa bà con, huyện Tumorong là thủ phủ sâm ngọc linh của tỉnh Kon Tum. Đây cũng là loài dược liệu quý được huyện và nông hộ xác định là cây trồng chủ lực với kỳ vọng giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, hướng đến sự phát triển bền vững. Những năm qua, đồng bào dân tộc Sơ Đăng tích cực tập trung phát triển mạnh cây sâm ngọc linh. Đến nay thì toàn huyện phát triển được gần 2.400 hectare sâm. Sâm ngọc linh được trồng dưới tán rừng nơi có độ cao từ 1.500 m trở lên so với mực nước biển. Bà con cho biết là cây sâm thì cần độ ẩm để sinh trưởng nhưng không chịu được úng. Từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau là mùa khô của Tây Nguyên, không có mưa nên đất đai bị khô hạn, cây trồng bị thiếu nước. Bằng tư duy của người nông dân chuyên nghiệp được tri thức hóa, bà con biến trở ngại thành động lực để phát triển bền vững loại củ đắt như vàng giữa tán rừng Kon Tum bằng hệ thống ống nhựa mềm tiện cho việc đặt theo đường rừng để dẫn nước và còn cả những đúc rút kinh nghiệm quý báu khác nữa. Xin được chia sẻ với quý khán giả cho bà con ngay sau đây. Ông A Sĩ ở xã Măng Tri, huyện Tumorong là một trong những người có kinh nghiệm trồng sâm lâu năm, cho hay việc tưới nước cũng phải cẩn thận, kỹ càng. Bởi nếu tưới nhiều quá dẫn đến sâm bị úng, thối củ.
Để đảm bảo độ ẩm cho cây, bà con trồng sâm Ngọc Linh phải tưới mỗi tuần từ 1 đến 2 lần, vừa tạo độ ẩm vừa giúp cây sinh trưởng và phát triển. Một nguyên tắc luôn được áp dụng khi chống hạn cho cây sâm là trước khi tưới bà con kiểm tra kỹ độ ẩm của đất. Điều này giúp kiểm soát nước tưới, tránh tình trạng tưới nhiều làm úng cây. Những chỗ có nắng nhiều thì một tuần tưới một lần, còn những khu vực nắng ít thì 2 tuần tưới một lần là được. Khi tưới cần tưới nhẹ, tưới phun sương để tránh làm gãy thân, trôi gốc cây sâm. Nguồn nước tưới được bà con, đồng bào dẫn từ các khe suối trong cánh rừng già. Đối với những vùng có suối, người dân sử dụng ống nhựa để dẫn nước, bắt hệ thống tưới phun sương, vừa giúp giảm nhân công lao động, vừa đảm bảo cho cây sâm phát triển ổn định vào mùa khô. Những luống sâm được tưới nước rồi bắt đầu mọc, lá xanh, để giúp bà con trồng sâm đạt hiệu quả cao, tránh bị chết do thiếu nước trong mùa khô. Ngành chuyên môn hướng dẫn cách tưới phù hợp, làm mái che nắng. Trong mùa khô này, để sâm phát triển, duy trì sinh trưởng tốt, người dân cắt cửa nhau thường xuyên lên thăm vườn, bảo vệ, chăm sóc và tưới nước cho sâm. Diện tích sâm Ngọc Linh được trồng tập trung ở các cánh rừng xã Măng Tri, Tê Săng, Ngọc Lây hay Đắc Na. Để phát triển bền vững, diện tích sâm được trồng tập trung rồi chia theo các nhóm hộ để vừa dễ quản lý, vừa thay nhau chăm sóc và bảo vệ. Nội dung này cũng khép lại Nông nghiệp sinh thái hôm nay của Trường Hình Hậu Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.